Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan Minh Cũ nha mọi người. Hôm nay là mình thanh lý một số sạc. Đây. Sạc. Mọi người. Đây, mình nói luôn là dọn nhà. Đây, mấy bữa nay thì mình với Bình đang hai anh em đang dọn nhà lâu ra. Đây, cái đống sạc này đây nè mọi người. Đây. Đống sạc này thì lúc xưa mới chập chững quật vạch phá, lấy mấy cái sạc hư ra ngồi phá phát xem thử có sửa được không nha mọi người. Nhưng mà thực ra là không biết gì về điện tử hết, mà mò mặt vào chả biết sửa cái gì. Đấy, cứ vọc đại trong này cũng mở ra sửa tùm lum tà la này, nhưng mà không biết như thế nào. Đây, vứt đóng đó, giờ trừ vứt ở đây cho mọi người sửa nhá. Về ai sửa được cái gì sửa nhá. Đấy, sạc Hitachi này. Đây, sạc Hitachi. À, sạc pin Li-ion 14V 4 đến 18V. Sạc này sạc đời mới nha mọi người. Đấy, nó có cổng sạc điện thoại USB này, 5V 2A này. Đấy, mình chỉ giới thiệu qua một lần cái thể loại này thôi nha mọi người, xong rồi mình cho mọi người xem ngoại hình rồi mình đánh giá thôi. Đây. Đấy, còn những con này thì hắn tương đối như nhau. Đấy, 18 14V, hắn sạc nhanh này, sạc tới 12A, 10A, 12A là. Thấy chưa? Còn cái cổng sạc điện thoại này thì 5V 2A, sạc rất là nhanh nha mọi người. Đấy. Đấy. Những cục này thì lâu quá rồi, mình không biết là có cục nào sống không nữa. Đây. Giờ là mình bán coi như chết nha mọi người. Đây, bán coi như chết tất cả. Đấy. Vọc vạch đại rồi. Đấy. Mình thì biết rồi, ba cái đồ này là amateur lắm. Nên sạc là kể từ ngày đó là mình không làm được gì, nên là mình toàn sạc là nếu như cục nào mình khách cần thì mình mà mình có thì mà nó bị hư thì mình gửi cho người ta sửa, cho mình chả sửa được cái thứ này. Đây, số 1 cục này, số 1 cục này bán 200 cho mọi người. 200. Đấy. Số 1 200. Đây, số 2 tương tự cục đấy. Đấy. Ok. Số 2. Số 2 200. Số 2 200. Tính cũng ưng mày mò lắm mà mày mò không ra thôi. Vứt một đống đó giờ cuối cùng mà. Mấy bữa nay soạn nhà rồi Bình lôi ra đống phụ kiện rồi. Mình lôi ra đây còn đống sạc đây. Đây nhá. Số 3. Y như số 1 số 2 thôi cho mọi người. Đây. Số 3 200. Đây, sạc pin 14 18 pin Li-ion nha. Đấy, pin trượt, sạc này đời mới. Điện 110 nha mọi người. Đấy, mấy cục sạc này điện 110 á. Đây. Tiếp theo. Số 4. Cũng là cục đá nha mọi người, ngoại hình đây. Đấy. Dài thì cắt hết trơn nè. Số 4 200. Số 4 200. Ồ. Đây. Số 5. Con này thì mắc luôn cái tem ngoài này rồi. Hơi lọc cọc chứ. Đây. Cũng là cái cục sạc như số 1, số 2, số 3, số 4 đó nha mọi người. Cũng cục sạc như đấy đấy. Đấy. Nhưng mà mắc cái tem chỗ này rồi. Cục này cục số số 5. Số 5. Cục này bán 150 nghìn. Đấy. Một cái tem trị giá 50 nghìn. Số 6. Số 6 là cũng là cục sạc Hitachi. Sạc Hitachi 14 18V. Sạc pin Li-ion luôn nha mọi người, sạc pin Li-ion luôn, pin trượt Li-ion này. Pin trượt Li-ion mà đời này thì cũ hơn cái đời lúc nãy một tí nhá. Đây, cục sạc mà sạc pin 14 18V này, nhưng mà là nó sạc vào được dòng vào của nó là 7,5A này. Dòng vào của nó 7,5A, nó thấp hơn cái kia tới 12A là nhá. Đấy.
như mình đã nói rồi, những cục này thì hình như nó bị trục trặc, nhưng mà lúc trước toàn bộ đều bị trục trặc, nhưng mà mình tháo ra thì vọc vạch rồi đó, nhưng mà chả biết sửa như thế nào cho nó được đấy, nên thành ra vứt thành đống, nó giờ chả nhớ cái nào có cái nào được không nữa đấy, mình đoán coi như cháy hết nhau, người coi như cháy hết đấy, mọi người về tự xử. Số sáu cục này bán 170.000, 170.000. Số 7 tương tự số 6 nhá. Đấy, y số 6. Đấy. Số 7. 170.000. Số 8. Số 8. 170. Số 9 nha mọi người. Số 9. Đấy. Sạc pin 14 18V, pin trượt Hitachi nha. Có. Đang có hộp phía trong đó bạn. Phía phòng phía sau nhà luôn á, ở trên máy hơi á. Trong nhà vệ sinh á. Đây. Đây nha mọi người. Đó, mình cứ nhắc đi nhắc lại, pin 14 18V, pin li-ion trượt của thằng Hitachi nha. Đây. Sạc này thì sạc nhanh, sạc tối đa 30 phút là nó đầy một cục pin rồi. Quên rồi ta. Số 9. Số 9 rồi. 7 8 9. Số 9. 170.000. Số 10. Đây, cũng cục sạc đây đây. Đấy, mình chỉ mô tả về cái sản phẩm thôi, còn lại một lần thôi, còn lại đây là mình quay lên cho mọi người xem nhé. Đấy, này số 10 170.000, số 10 170.000. Mình nhắc đi nhắc lại là toàn bộ những cái cục sạc này mình bán coi như chết nha mọi người. Đấy, mình bán như chết luôn, chết hết tất cả nha, lâu rồi mình không nhớ nha. Đấy, ai mà vọc vạch được thì mua, chứ còn không biết mà mua về như mình á, không biết mà vọc vạch không ra rồi la nữa mất công lắm. Đấy, này cục này bị bể đây này. Cái đồ này thì bán cho những người am hiểu một tí về điện tử kia, về vọc vạch. Còn như mình không biết, mình vặn cũng chả ra cái gì cả. Hôm nay cục số số mấy là lại quay này. Nói lắm lại quay này. Số 11. 170.000. Đây, số 12 là cục sạc Hilti. Sạc Hilti này sạc từ 7V2 đến 3V6, pin li-ion nha mọi người, pin li-ion. Đấy. 7V2 đến 3V6 pin li-ion nhá. Đấy, pin trượt li-ion 7V2 đến 36V nhé. 7V2 đến 36V, pin trượt li-ion của Hilti. Đây. Lọc cổng này. Trong này có mạch trong này nha mọi người. Này cục số 12. Đây. Cục này bán 150.000. 12 150.000. Số 13. Đấy. Số 13 cũng cục sạc Hilti,
sạc ly ông nhá, vừa bên chọc vừa bên trượt này, vừa bên chọc vừa bên trượt nha mọi người. Cục sạc này sạc từ 3V6 đến 36V, 3V6 đến 36V nha mọi người, của bên Hilti đấy. Đấy, hơi lọc cọc đấy, ngoại hình như thế nha mọi người. Cục sạc này số 13, cục này bán 250.000 đó, 250.000. Số 14 là cục Makita sạc 14-18V pin li-ion nha mọi người. Đây, đây đời pin này, đời pin trượt kiểu chân này nhé. Đây, máy in China xuất Nhật nha mọi người, điện 110 này. Đó, toàn bộ sạc điện 110. Đấy, này cục số 14, cục này bán 180.000, 180.000. Đấy, toàn bộ là đều vọc vạch nhưng mà chưa thành nha mọi người, vọc vạch rồi nhưng mà chưa thành. Đấy, vọc vạch rồi mà chưa thành. Đấy, thành ra là như sạc hết cả. Rồi, cục bốt, cục sạc bốt 10V8 đến 18V 1,4A. Đấy, 10V8 đến 10V8 đến 18V 1,4A này. Đấy, ok, sạc này thì cũng như chết nha mọi người, còn chết hết đi. Cục này cục số 15, cục này bán 100 nha mọi người. Rồi, có một đống sạc này, Toshiba 7V2, Pana 6V, cái gì 12V nữa đây, rồi cục gì nữa đây, Ryobi 9V, Nati 7V2, Casio 12V 1,5A. Rồi, cái này số 16, đây 16 này, cả đống này mình bán 140.000, cả đống này 140.000 nha mọi người. 16, 140.000. Rồi, để mọi người chờ một tí nhé, mình đi vào mình soạn soạn tiếp xem thử còn được cái gì nữa, thanh lý luôn cho rộng nhà nha mọi người. Cho mình khoảng cỡ 30 giây hoặc 1 phút nhé. Ngồi chờ tí. Đây mọi người, đây bắt ra được đóng này nữa. Đây, vọc vạch đi rồi từ ngày nào rồi đây mà giờ nằm trong đây bán như chết cho mọi người. Trong này thì cái những cái này thì mình không biết, là không nhớ là đã vọc vạch gì chưa đây, nhưng mà cứ coi như là vọc vạch hết rồi đi mọi người, chết vọc vạch hết rồi. Đây, đã đi nhá mọi người, về tự xử. Đấy, như kia đi nha mọi người, coi như kia đi, anh lấy hết. Từ.
cho mình máy dai mình dán luôn mấy cái băng keo số. Đây, mình nói nhắc đi nhắc lại, đồ này cứ coi như là đồ này là sửa chữa rồi mà chưa thành nha mọi người. Sửa chữa rồi mà chưa thành. Đấy. Bán xác chết. Đây. Rồi. Thấy cái đồ bu à? Có bị bắn không? Đây, như cục mà nãy thì có giới thiệu rồi nha. Đây. Đây. Sạc Hitachi 14-18V. Đấy, pin li-ion nha mọi người, pin li-ion. Đấy, cục sạc này thì đời mới. Đấy. Này, 14-18V. Ra là 12A đằng này, nó có một cái cổng đây, một cổng ra USB 5V 2A nhá để sạc điện thoại nhá. Đấy. Bị bể cái chỗ nắp này. Cục này cục số 10 máy rồi ta. 17. Cục này bị bể chỗ cái nắp này. Đấy, cục này bán 120.000. Đấy. Đây, cục này thì cục đời thấp hơn. Đây, nó cũng muốn sạc 14-18V pin li-ion nhé. Nhưng mà nó dòng vào của nó chỉ có là 7.5A thôi. Vào nó chỉ có 7.5A thôi nha mọi người. Đấy, nó cũng là sạc nhanh nhưng mà nó không nhanh bằng cái con đời mới thôi. Sạc số 18 170.000. 19 cũng y chang vậy nha mọi người. 19 cũng y chang cái con 18 vậy thôi. Đấy. 19 170.000. Đấy. 20 là cục sạc 14V. Cục sạc 14V nhé. Cục sạc từ 10V 10V8 đấy, 14V nè. Dòng từ 7V2, 7V2 10V8 14V. Dòng vào là 7.5A nhé. Hitachi nha mọi người, Hitachi pin trượt này, Hitachi pin trượt. Đấy. Cục này cục số 20. Cục này bán 150.000. 150.000 nha mọi người. 21 cũng 14V y chang rồi đó. Mọi người về lọt cái này ra nhìn nó mới. Đấy, lọt cái keo lớp keo phía trước này. Đấy. Y chang cục số 20 nha. Y chang cục số 20 đó. Đấy, Hitachi trượt từ 7.2 đến 14V. Đấy. Pin li-ion nha. Cục này cục số 21. 21. Cục này bán 140.000. 140.000 nha mọi người. Đây. Tiếp theo là cục sạc Hitachi từ 7.2 đến 14V, pin chọc li-ion và pin pin chọc li-ion 14V với lại pin niken đều được nha mọi người. Pin niken đều được. Đấy. Đấy nha mọi người. Đấy, 7.2 đến 14V này dòng vào 8.5A này. Đấy, cục sạc này cục số 22. Đây, cục này bán 130.000. 130.000. Rồi, chương trình thanh lý sạc hôm nay là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình nhé. Mọi người mua hàng thì liên hệ giúp mình số điện thoại bán hàng là 0854901685. Mình ở Đà Nẵng nha mọi người. Đấy, cảm ơn mọi người rất nhiều.